bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Con đường phát triển Internet của Huawei. Câu chuyện về chạm gốc phân tán là một huyền thoại trong hành trình phát triển của Huawei. Vào năm 2003, sau khi đầu tư 3 tỷ đô la Mỹ vào nghiên cứu và phát triển 3G, bộ phận viễn thông của Huawei không có doanh thu trong suốt 3 năm. Khi đó, định kiến từ thị trường châu Âu với công nghệ Trung Quốc rất nặng nề, gây ra nhiều khó khăn cho việc phát triển kinh doanh của hãng. Thậm chí, mức giá thấp hơn 20-30% cũng không thể trở thành lợi thế cạnh tranh trong mắt khách hàng ở đây. Kiên trì với nguyên tắc lấy khách hàng làm trung tâm, sau nhiều trao đổi để tìm hiểu nhu cầu thực sự của các nhà mạng châu Âu, Huawei đã phát hiện khó khăn chính của họ là lắp đặt trạm trong nhà. Do đó, bộ phận R&D không dây của Huawei đã tập hợp những kỹ sư giỏi nhất và làm việc thêm giờ trong nửa năm để phát triển trạm gốc phân tán, tạo ra một bước đột phá trong thị trường châu Âu cho các sản phẩm 3G của Huawei. Trạm gốc phân tán là một đổi mới kiến trúc nhưng theo kiểu phá bỏ. Song song đó, Huawei cũng sáng tạo ra giải pháp Single RAN, sử dụng thuật toán để tích hợp các hệ thống 2G, 3G, 4G và hệ thống trong tương lai với nhau thông qua một trạm cơ sở duy nhất. Từ đó, vừa làm giảm đáng kể chi phí vận hành, vừa tạo nên nền móng cho phát triển sản phẩm sau này. Vị thế của Huawei từ đó đã được cải thiện trên thị trường toàn cầu. Đinh Yan, thành viên ban điều hành toàn cụm R&D của Huawei, cho hay Huawei đầu tư hơn 70.000 nhân viên R&D trong chiến dịch đổi mới công nghệ những năm đầu 2000 và triết lý đổi mới của hãng là lấy nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả vô hình và hữu hình làm trung tâm. Với nhà sáng lập Nhậm Chính Phi, R&D phải nhắm vào nhu cầu của khách hàng và là xu hướng công nghệ. Ông nói, Huawei chạy đua với thời gian và thời đại, chứ không phải chạy đua với đối thủ. David Uff, một nhà tư vấn người Mỹ, tác giả của cuốn sách về hành trình những công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc, từng nhận định Huawei đã khởi xướng một hướng đổi mới theo phong cách phương Đông, khác với lối đổi mới theo kiểu bắt chước theo truyền thống phương Tây. Bước lên vị trí dẫn đầu với công nghệ IP. Năm 2008, Huawei giới thiệu khái niệm về sóng vi 3 giao thức Internet IP, tạo nên một cuộc chạy đua vũ trang trong ngành công nghiệp viễn thông khi công nghệ này giúp tăng tốc truyền dẫn Internet trên hàng trăm lần so với các hệ thống của các nhà mạng khác. Trong khi tốc độ truyền ở trạng thái nghỉ của vi sóng truyền thống là 2-8 Mbps/s, Huawei có thể đạt đến 1.6-2.5 Gbps/s. Công nghệ này trực tiếp đã giải quyết hai nhu cầu lớn đã bị bỏ qua: khôi phục dữ liệu nhanh chóng và cấu hình mạng cố định dễ dàng. Bước tiến này đã phá vỡ trật tự của toàn bộ ngành công nghiệp viễn thông và đưa Huawei lên vị trí hàng đầu trên thị trường. Hãng được xếp hạng nhất về truyền dẫn quang, mạng lõi và các sản phẩm truy cập cố định trên toàn cầu. Thiết bị viễn thông của hãng được xếp thứ hai. Thành công hiện tại của Huawei ở cả hai mảng B2B và B2C đã khiến giới công nghệ và các đối thủ nhớ về câu nói của Nhậm Chính Phi. 10 năm sau, nếu chia ngành thương mại công nghệ điện tử viễn thông thế giới thành 3 phần, Huawei sẽ chiếm 1 phần. Đối với mảng B2B, Huawei là nhà cung cấp lớn với nhiều sản phẩm nhất trong ngành, gồm bộ truyền mạch Internet, bộ định tuyến AR, WLAN, các sản phẩm an ninh mạng và các dịch vụ đám mây. Với B2C, Huawei có những sản phẩm ấn tượng từ trung đến cao cấp như smartphone, đồng hồ, phụ kiện, sạc, laptop. Hiện tại, Huawei được coi là nhà cung cấp các giải pháp về công nghệ 5G số 1 thế giới, bỏ xa các đối thủ trong ngành. Huawei đã vượt qua nhiều công ty ở phương Tây có lịch sử trăm năm để có mặt trên 170 quốc gia. Hơn 1.500 đối tác của Huawei trên toàn cầu cũng đang cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho 1/3 dân số thế giới. Theo VnExpress.net, Đầu Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhstudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.